Nào, các bạn nào cũng đứng đây nào, đây đứng đây, xin mời tất cả chúng ta cùng đứng đây nào. Chúng ta cùng hát một bài để chúng ta chào mừng các quý khách và chào mừng chính bản thân mỗi người chúng ta là những thành viên đến tham dự hội trai với chủ đề đó là. Ôi trời ơi, như bằng này con người mà nhỏ xíu lại nó lại là hội trai hôm nay mang tên. Rồi, cái tay của chúng ta đâu ạ? Bầu yêu thương. Con xin nói quan điểm cái này là quan điểm cái này đây. Rồi xin mời con về. Được cùng nhau làm nên một ngày hội tràn đầy sắc màu yêu thương, chúng ta có đồng ý không? Ai đồng ý giơ tay? Ai đồng ý giơ hai tay? Ai đồng ý giơ hai chân? Không chịu, em không chịu, đáng chịu cái này, em cũng chịu thua, xin lỗi cả nhà. Và bây giờ chúng ta xin mời quý cha quý khách cùng toàn thể các em chúng ta có ở trên này trong con phòng ghế, xin các quý vị trong ban tổ chức mời các thành viên của chúng ta đang ở dưới và trên con ghế sẽ tiến lên hai cánh gà của sân khấu để chúng ta cùng tham dự giờ phút rất đặc biệt, giờ phút khai mạc cho chương trình. Anh em ơi, trai dành cho các em thiếu nhi trong khu vực giáo hạt Củ Chi với chủ đề sắc màu yêu thương tràn ngập không gian trải của chúng ta. Có hy vọng từng người và mỗi người chúng ta sẽ đến đây với đôi bàn tay yêu thương, với trái tim nồng ấm để chúng ta cùng góp lên một ngày hội thật ý nghĩa. Từ đây ta xin được chính thức giới thiệu quý khách đến tham dự ngày hội trải hôm nay. Trước tiên chúng ta xin được trân trọng và giới thiệu cha chánh sứ giáo xứ Bắc Hà, cha trưởng hàm giáo hạt Củ Chi, cha du xe Phạm Văn Hòa. Xin cả nhà cho chàng vâng, không gian nhà cha rất rộng, đúng như Kinh Thánh đã nói, trong nhà cha có nhiều chỗ ở. Và không chỉ có chỗ ở mà hôm nay cha còn có rất là nhiều thức ăn để nuôi sống của chúng ta cho chúng ta suốt ngày hôm nay. Mời cha bắt tay nữa, xin được cảm ơn cha. Chúng con cũng xin được vui mừng và chào đón sự hiện diện của cha đặc trách người khuyết tật, cha đặc trách Caritas giáo phận Phú Cường, cha đặc trách Caritas giáo hạt Củ Chi, ta An Tôn Hồ Ngọc Tấn. Vâng, với cha thì chúng ta rất là quen rồi, đã bao nhiêu tới thương yêu chúng ta được tổ chức ở dưới mái nhà của cha tại giáo xứ Tân Quy. Hôm nay có một sự phối hợp rất là tuyệt vời giữa cha giáo xứ Tân Quy và cha giáo xứ Bắc Hà đã làm nên cho chúng ta một không gian thật là tuyệt vời. Chúng con cũng xin được chào đón quý anh chị đến từ công ty phát hành sách Pha Sa thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, và gian hàng của các anh gặp gỡ và thử thách với anh. Chúng con xin được chào đón quý anh chị đến từ ngân hàng SCB chi nhánh Củ Chi. Chúng con xin được cảm ơn và chào đón sự hiện diện của gia đình Hoa Kim Quỳnh Trang, người đã cung cấp cho chúng ta tất cả bước cho ngày trải hôm nay về thôn Bản Trải. Chúng con xin được chào đón quý vị trong ban lãnh đạo của huyện Củ Chi. Trước hết, chúng con xin được chào đón ban lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ huyện Củ Chi, có ông Phạm Văn Út và tất cả các thành viên trong ban. Chúng con xin được kính chào. Chúng con xin được vui mừng đón chào lãnh đạo và các y bác sĩ của sư đoàn 9 huyện Củ Chi. Bây giờ các bác sĩ và các chiến sĩ
tình ca có tên là Jesus, đang cất cao lời yêu thương. Và tôi sẽ mãi mãi hát bài tình ca Jesus, hát bài tình ca Thiên Thu. Và tôi sẽ mãi hát, hát cho ngày mai, hát cho cuộc đời, hát về Jesus. Và tôi sẽ mãi mãi hát bài tình ca Jesus, hát bài tình ca Thiên Thu. Và tôi sẽ mãi hát, hát cho ngày mai, hát cho cuộc đời, hát về Jesus. Một tình yêu có tên là Jesus, hấp dẫn tôi bước theo người. Một tình yêu có tên là Jesus, dẫn bước tôi lên đồi cao. Bài tình ca có tên là Jesus, đang hát vang trên thập tự. Bài tình ca có tên là Jesus, cất cao lời yêu thương. Và tôi sẽ mãi luôn hát về một tình yêu Jesus luôn, hát bài tình ca Thiên Thu. Và tôi sẽ mãi hát, hát mãi cho ngày mai, hát mãi cho cuộc đời và hát mãi về Jesus. Và tôi sẽ mãi mãi hát bài tình ca Jesus, hát bài tình ca Thiên Thu. Và tôi sẽ mãi hát, hát cho ngày mai, hát cho cuộc đời, hát về Jesus. Hát cho cuộc đời, hát về Jesus, hát cho cuộc đời, hát về Jesus. Sẽ chia với những ai sầu đau. Điềm hẹn Jesus, nơi thương mến luôn dâng trào. Ly nước lá trao cho người là thập tự hàng ngày vác trên vai. Điềm hẹn Jesus, hẹn vòng tay đầy thương mến. Điềm hẹn Jesus, hẹn tình yêu với trái tim cảm thông. Điềm hẹn Jesus, hẹn gặp giữa nơi cô tình, hẹn gặp giữa nơi phố phường, hẹn giữa chân cho nhau như Chúa. Jesus điềm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn gặp mỗi chúng ta. Jesus điềm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn lên đồi hiến tế. Jesus điềm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn gặp giữa muôn người. Jesus điềm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn một cõi riêng tư. Jesus điềm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn gặp giữa phố đông. Jesus điềm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn nơi mình thánh Chúa. Jesus điềm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn gặp giữa cuộc đời. Jesus điềm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn gặp trong tình yêu. Điềm hẹn Jesus, hẹn vòng tay đầy thương mến. Điềm hẹn Jesus, hẹn tình yêu với trái tim cảm thông. Điềm hẹn Jesus, hẹn gặp giữa nơi cô tình, hẹn gặp giữa nơi phố phường, hẹn giữa chân cho nhau như Chúa. Jesus điềm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn gặp mỗi chúng ta. Jesus điềm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn lên đồi hiến tế. Jesus điềm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn gặp giữa muôn người. Jesus điềm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn một cõi riêng tư. Jesus điềm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn gặp giữa phố đông. Jesus điềm hẹn,
hẹn em hẹn tôi hẹn nơi mình thành Chúa Giêsu điểm hẹn. Hẹn em hẹn tôi hẹn gặp giữa cuộc đời Giêsu điểm hẹn. Hẹn em hẹn tôi hẹn gặp trong tình yêu Giêsu điểm hẹn. Hẹn em hẹn tôi hẹn gặp mỗi chúng ta Giêsu điểm hẹn. Hẹn em hẹn tôi hẹn lên đồi hiến tế Giêsu điểm hẹn. Hẹn em hẹn tôi hẹn gặp giữa muôn người Giêsu điểm hẹn. Hẹn em hẹn tôi hẹn một cõi riêng tư Giêsu điểm hẹn. Hẹn em hẹn tôi hẹn gặp giữa phố đông Giêsu điểm hẹn. Hẹn em hẹn tôi hẹn nơi mình thành Chúa Giêsu điểm hẹn. Hẹn em hẹn tôi hẹn gặp giữa cuộc đời Giêsu điểm hẹn. Hẹn em hẹn tôi hẹn gặp trong tình yêu Giêsu điểm hẹn. Hẹn em hẹn tôi hẹn gặp trong tình yêu.